Một câu chuyện hy hữu khác cũng liên quan đến các bạn học sinh. Thưa quý vị, sự việc một nữ sinh lớp 7 mang thai và bất ngờ tự sinh con tại nhà vệ sinh của gia đình xảy ra, gây xôn xao dư luận tại huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nữ sinh này sinh năm 2006, thưa quý vị. Tuy nhiên, em mới chỉ theo học lớp 7 tại trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, huyện Châu Đức, do học chậm 2 năm từ tiểu học. Khuya ngày 3 tháng 1 vừa qua, thì em T sinh một bé gái tại nhà vệ sinh của gia đình. T một mình ôm con rồi lấy cây kéo tự cắt dây rốn. Gia đình em T cũng xác nhận em mang thai, nhưng gia đình không hay biết và em vẫn đi học bình thường. Em T sinh một bé gái nặng khoảng 2,5kg. Hai mẹ con T sau đó được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe. Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con T yếu vì khi T mang bầu không được bồi bổ chăm sóc, cháu bé mới sinh có hiện tượng vì vàng da. Bố mẹ T đã ly hôn, hiện một mình mẹ T nuôi hai con, trong đó T là con lớn, hàng ngày chỉ đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con. Lãnh đạo huyện ủy Châu Đức cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ sự việc, xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó yêu cầu việc vì sao học sinh mang bầu mà nhà trường và giáo viên không hề hay biết. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm, theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, cha của con em T là một thanh niên 30 tuổi, quen biết nhau trên mạng xã hội. Qua câu chuyện trên thì chúng ta thấy rõ là hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta hiện vẫn còn thiếu, còn yếu. Các dịch vụ phòng ngừa trợ giúp bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái ở vùng nông thôn chưa phát huy được tính hiệu quả. Hệ thống pháp luật chưa đầy đủ và thiếu vắng nhiều khái niệm trong luật để có thể xử phạt các hành vi liên quan đến xâm hại tình dục và giáo dục giới tính cho trẻ em. Hiến pháp Việt Nam cũng quy định trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được tham gia vào các vấn đề về trẻ em, nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều điều phải làm trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dọc các tuyến đường gần khu vực thành phố Quảng Ngãi trong những ngày gần đây, chúng ta có thể thấy là không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người dân vây quanh một đống lửa như thế này, thưa quý vị. Do trời rét đậm rét hại, những người lao động ngoài đường họ phải đốt củi, đốt lửa để sưởi ấm. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, việc làm của người dân sưởi ấm bằng củi cành khô ở lòng đường hay vỉa hè, dưới gầm cầu hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hai ngày nay, nhiệt độ tại Quảng Ngãi dao động từ 16 đến 18 độ, khiến cho cuộc sống mưu sinh của nhiều người lao động bình dân gặp không ít sự khó khăn. Nhiều người cho rằng đây là đợt lạnh nhất trong những năm trở lại đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, thời tiết từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời vẫn còn rét. Người dân cần phải phòng chống rét, đặc biệt ở vùng núi để giảm rủi ro thiệt hại về người và gia súc. Thưa quý vị, đi chăm sóc người bệnh và ngủ lại bệnh viện là những hình ảnh mà chúng ta thường thấy như thế này. Thưa quý vị, thế nhưng mà với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay tại khu vực miền Bắc, thì hình ảnh người nhà của bệnh nhân ngủ ngoài trời trong đêm giá rét thì có lẽ là khiến cho chúng ta không khỏi xót xa, đúng không ạ? 22 giờ tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nhiều người nằm dưới đất, hành lang bệnh viện, trong thời tiết giá rét dưới 10 độ C để trong người nhà. Vì là ghế là nhường cho mọi người ra ngồi. Thì tôi làm đất được, tôi cứ gãy góc góc còn nằm được, gãy chân cũng lạnh, nó thấu vào trong da thì nó cũng toát toát. Biết là sức khỏe ảnh hưởng rồi nhưng mà phải chịu thôi. Nằm thế này là khá rồi, chứ tiền đâu làm nhà nghỉ, tiền ăn rồi chả có đang no, mai không có tiền ăn đi kìa. Nhà nghèo bệnh trọng. Do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên người nhà bệnh nhân không chọn nhà nghỉ hay phòng bệnh dịch vụ để ở lại, mà họ phải co ro ngủ dưới trời khuya. Theo một số người nhà bệnh nhân, họ chỉ chợp mắt được tới khoảng 4 giờ sáng vì bệnh viện có nhiều người đi lại. Phía bệnh viện cũng đã hỗ trợ những người ở đây trụ sưởi, mái che để phần nào sưởi ấm. Còn những người có người nhà đã xuất viện sẽ để lại những cái chăn, cái gối, tấm bạc để mọi người tận dụng che chắn trong những ngày gió rét. Dự kiến đợt rét vẫn còn kéo dài, đồng nghĩa với việc từ bệnh nhân cho đến người nhà phải chống chọi, mạnh mẽ mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Một câu chuyện đau lòng khác cũng vừa xảy ra mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị. Vừa qua, Công an huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan điều tra làm rõ vụ việc một học sinh lớp 5 bị nam sinh lớp 8 đâm tử vong trên đường đến trường. Trước đó, theo thông tin ban đầu ghi nhận, vào khoảng gần 13 giờ ngày 12 tháng 1, em NVT là học sinh lớp 5 trường tiểu học Hà Sơn, đang đi học trên một tuyến đường ở xã Hà Sơn, thì bất ngờ bị Trương Văn Đê, 14 tuổi, là học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở xã Hà Sơn, dùng kéo đâm vào vùng ngực. Phát hiện sự việc trên, người dân liền đưa em T đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Theo điều tra ban đầu, trước đó hai học sinh đã có xích mích với nhau. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Đê để lấy lời khai, làm rõ sự việc.
Thưa quý vị, nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Chắc hẳn là quý vị và các bạn đã từng biết đến huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình với thung lũng xanh trải dài hay những bản làng cổ đến từ các dân tộc Thái, dân tộc Mường với những trang phục, những điệu xòe vô cùng độc đáo đúng không ạ? Thế nhưng không chỉ là khám phá những thung lũng xinh đẹp hay tham gia vào một ngày hội nhộn nhịp ở nơi đây, mà ngày hôm nay, lốc du lịch của chương trình sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm có 102 về ẩm thực của một dân tộc mang cái tên giàu nhất trong các dân tộc Việt Nam. Đó chính là dân tộc Giao Tiền, với bộ trang phục rất nổi bật và độc đáo bởi những đồng xu được gắn ngay trên áo của họ. Không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà cách người dân tạo nên những món ăn đặc sản của vùng đất này cũng vô cùng đặc biệt luôn, như là món thịt chua nè, rượu hoảng, xôi ba màu, và đặc biệt còn một món nữa được những thanh niên ở đây rất yêu thích, đó chính là bánh du ích hay còn gọi là bánh tình yêu. Vậy thì sao những món ăn đặc sản này trông bắt mắt này có những câu chuyện thú vị nào khác hay không? Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá nha. Nếu ai đã từng đặt chân tới thung lũng Mai Châu, Hòa Bình, chắc hẳn sẽ không thể quên được món măng rừng của người Dao nơi đây. Để làm nên món măng rừng nổi tiếng, bà con người Dao sẽ lên rừng hái măng từ đầu mùa. Bởi trong khoảng hơn một tháng đầu mùa, măng đắng mới có vị ngọt. Đến khi tiếng sấm mưa rào đầu mùa đổ xuống, vị ngọt của măng đắng sẽ dần mất đi. Sau dịp Tết, và mưa xuân xuống mà có tiếng sấm, có sấm ấy, thì măng bắt đầu lên. Đấy cũng là thời điểm mà bà con nông dân mình rất là hồi hộp chờ đợi, vì măng không chỉ còn là món ăn thường ngày đối với người đồng bào nữa mà còn trở thành món thành hàng hóa. Nó cũng là một nguồn thu nhập đáng kể. Cái dụng cụ đi đào măng đây, em đang cầm cái này là cái thuổng đúng không ạ? Thì mình còn cần những cái gì nhỉ, nữa nhỉ chị nhỉ? Thông thường là vì trong rừng cũng hơi rộng cho nên là cũng có thêm cả dao nữa. Dao để mình phát mình tìm. Và thuổng để đào. Thêm cái bế. Bế để đựng. Chị Hà có kinh nghiệm đi hái măng rừng lâu năm nên chị nắm rõ thời gian nào hái được ngọn măng ngon nhất. Măng mới nhú sẽ là những ngọn măng non nhưng lại rất khó để tìm thấy bởi chúng bị che khuất bởi cỏ và lá cây khô. Măng đầu mùa luôn có giá bán cao, mang về nguồn thu vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Sau khi thu hoạch về, măng sẽ được đem đi nướng chín. Măng nướng có thể ăn trực tiếp, chấm với mẻ hoặc thái nhỏ làm món nộm. Là nộm, tức là trộn với vị rau diếp cá. Bình thường chắc là nhiều người sẽ rất ngại bởi vì nó mùi tanh. Nhưng mà khi mà nộm với măng ấy, thì lại rất đặc biệt là không có vị tanh, có vị chua dịu dịu và mát mát. Du khách đến với Mai Châu không chỉ thưởng thức món măng non đầu mùa mà còn được trải nghiệm làm bánh ít, một trong những loại bánh đặc trưng mang nét văn hóa ẩm thực của người Dao Tiền nơi đây. Bánh ít là món bánh truyền thống thể hiện tấm lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên của người Dao Tiền và cầu cho lứa đôi được hạnh phúc, may mắn. Đến Mai Châu, ghé thăm nhà của những người dân nơi đây, cùng họ nấu ăn, trải nghiệm đi hái măng rừng, làm bánh ít. Có như vậy, bạn mới cảm nhận được hết hương vị độc đáo của ẩm thực người dân Dao Tiền nơi đây. Mặc dù chỉ nhìn qua những thước phim này thôi nhưng mà cũng đủ làm chúng ta bị kích thích vị giác đúng không thưa quý vị khán giả? Và nếu có dịp chúng ta đến với vùng Tây Bắc thì quý vị đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn này trong những nếp nhà ấm cúng của người dân nơi đây quý vị nha.